con rồi, địt mẹ mày biết phá vỡ hạnh phúc của người khác như thế là như nào không? Địt mẹ hôm nay tao lẻ anh trẻ tao, địt mẹ tao không đánh mày. Mẹ là mẹ mày nói mà luôn nhá. Địt mẹ mày của mày, địt mẹ mày mày trông hai đứa con mày, địt mẹ mày. Mày kiếm tiền đấy. Đúng rồi. Cháu mày nói. Cháu mày nói. Cho nói cho nó hiểu, địt mẹ. Anh bảo ơi. Anh bảo ơi. Địt mẹ mày của mày bé. Mày bé của mẹ mày có tài mày bé. Con học con người, địt mẹ mày có con đồng bà hai đứa con mày không ra đi. Mày là gì mày bỏ mày phải đứng rồi. Mày như thế mày đi 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 mày đang yên để bác Đông hỏi nè, mày quay video cho bác đang yên.
Không biết là nó quan hệ đấy. Chị bỏ ra, chị nói hẳn hoi cho em. Thế là Facebook của nó có 2 con. Im à? Chị đang im để chị đấy nói xem như nào là. Mày kêu mà mày tách chú mày. Bảo im đâu mà. Chú mày tách riêng fanpage mà. Địt mẹ mày của chị tao làm ra cả đấy. Con bé này nhỉ? Để bác nói xem như nào. Đấy, quan điểm là giờ ấy là chúng mày cặp bồ với nhau hay là không biết hay yêu nhau hay như thế nào? Hay là chị bỏ tay ra nói hẳn hoi cho em. Nói cho nào. Hả? Mày nói thật đi. Mày bật điện thoại chị lên phát Facebook việc à, trực tiếp vào chị. Không ai biết được ngay giờ. Cháu đang đi làm thì cháu có người bạn giới thiệu quen bảo anh Huy cần người đến làm thì cháu đến cháu làm thuê cho anh rồi ạ. Ừ, thế thôi chị. Em mở video chị nghe nhá. Mày có cần video? Em mở video chị nghe nhá. Không thuê cả nó để việc. Trong quá trình làm thuê thì cháu với anh cũng có quý mến nhau. À thế à? Quý mến, địt mẹ hôn nhau trên xe là quý mến à? Thế mày làm thuê cho nó, mày biết là nó hai đứa con không? Chị đi làm thuê, chị đi làm đĩ hả? Chồng làm thế không được. Thế trong quê đâu? Chúng mày quá. À, quê đâu? Hà Nội gì? Chị ở chỗ nào Hà Nội ạ? Bây giờ này nhá thì nó có con nó cái đấy, vợ chồng nó bỏ nhau chưa xong nghe chưa? Vợ chồng rồi đấy. Bắt được cái gì đấy? Chứ không đi quá đà mà nó vào phong luật nghe chưa? Thế còn bọn này nó đây cũng không biết được rồi. Không. Mà mày có đá, mày đi không đấy, mày đá con này không biết được kêu quan hệ nó không ở được nhau thì sau mà chúng ta cưới nhau này mới nhau nghe chưa? Không vấn đề gì. Anh ý, anh bỏ chị em anh đi mấy con đéo nào thì đi, nhưng mà địt mẹ bây giờ tư cách nào vợ chồng đấy anh ạ? Tôn trọng ông bà trên đấy như thế nào, gia đình như thế nào, trong quan hệ là quan hệ nhé. Mày thích chơi phò, mày cho nó 200 để nó vào nó nuôi con nó, xong mày về mày có bạn có con, làm sao chúng mày lại đi, chúng mày khoe tiền thơm theo trên xe hả? Mày bỏ bẵng nó ốm nó đau như thế, mày coi như xong khỏi công việc cái mày nhấc cái nọ, mày nhấc cái mày TV của con mày, mày cũng nhấc đi mày sao đấy hả? Con mày xuống không có cả TV mà chơi mày nhìn rồi biết là ai hả? Mày nhìn thấy hai thằng con này mày xây dựng lên cho con ạ. À, con không báo bổ gì mà làm sao hôm nay mày dắt nó mẹ là mày biết không tôn trọng tao không tôn trọng tao con nhất là chơi lồn nạ xong thôi con hai thằng con đáng tao không muốn con từ đời bố đến đời anh rồi, đừng để đến đời con bị ảnh hưởng nó khổ như thế nào. Cô quay cháu. Thì mẹ lơn, lơn lạ cho nó tiền thì được. Còn thằng con một hộp sữa không có. Nào, xã hội làm sao không biết. Nó về đây nó con nó đi chơi thì nó phải thừa biết nó có con. Thừa biết là mày trước khi mày đến với nó mày phải. Nào, trước khi bạn nói mày này, mày đến với nó mày phải hỏi. Đấy nó bỏ xong chưa mà mày gắn thân quý gì nó. Tao hỏi mày thế. Mẹ còn mày chơi thì chơi, chơi thân quý gì nó. Nó cho tiền thì mày là đàn bà. Mày cháu nó để mày bỏ tay mày đàn bà. Mày phải bỏ tay chị nói cho khuyên nó mày. Chồng mày mày về với mày nhá. Nói chuyện bên này. Biết chưa? Chị chồng mày bỏ mày đi nhá. Mày bỏ ra để bán nói chuyện. Chồng mày bỏ mày đi mày có thể. Em đang nói chuyện rất lịch sự chị. Tao thấy mày cứ bỏ tay. Nhưng mà bỏ ra. Mày không phải vẽ mặt mặt mày nhất cho mày không biết. Chị bỏ tay ra cho em. Chị bỏ tay ra, Hải bỏ tay ra chị ạ. Em nói cho chị biết này, chị có một đời chồng rồi đúng không? Chị có một thằng con rồi đúng không? Địt mẹ ngày hôm nay em không đánh chị, em không đánh chị. Em đang nói chuyện rất lịch sự với chị ý. Với một người phụ nữ ý, người ta có chồng rồi ấy. Địt mẹ đéo bao giờ người ta đi cặp kè này đâu chị ạ. À. Địt mẹ ai ngẩng mặt lên cho em không đánh chị. Con em đang nói chuyện rất là lịch sự với chị đấy. Nói cho biết thế là lắm rồi. Còn hôm nay mày biết cái gì? Ngày hôm nay chị mày bước vào cổng nhà tao ấy. Chị địt mẹ mày, tao đéo đánh mày đâu. Tao là hành giả, tao địt mẹ tao đéo đánh mày. Nhưng mà riêng tao nói cho mày biết này. Mày phá vỡ phúc tiền thì tao làm ra, trang phép thì tao làm ra, tạo dựng đến ngày hôm nay tao nói cho mày biết này. Xe anh Tông, xe chỉ tao làm nên, có tiền để mua, địt mẹ thằng gì nó không làm một cái gì cả. Tao nói cho mày biết nhá, mày ngồi trên xe 2 tỷ mày tưởng ngon à? Mày tưởng là nhiều tiền là mày ngon à? Địt mẹ chúng mày, mày quay mặt đó chị. Địt mẹ mày, tao nói cho mày biết này, tiền chị tao làm ra chứ đéo phải anh tao làm ra. Nhưng mà tao nói cho mày biết, ngày hôm nay tao rất là lịch sự với mày. Tao không để chị tao động tay, nhưng mà riêng địt mẹ hôm nay ý, mày mà không nói chuyện tử tế, địt mẹ tao giã cho mày lát mặt luôn. Tao đang nói chuyện lịch sử với mày. Mày biết chị tao khổ như là không? Bao nhiêu năm để làm ra được một con xe địt mẹ mày. Làm đêm chị tao không được ngủ, địt mẹ phải làm trên xe. Địt mẹ mày ngồi trên xe để mày hôn hít ở trên xe. Địt mẹ anh gì không banh mày đâu, địt mẹ mày đừng có phải như thế. Địt mẹ để xem nó như thế nào.
Mày đi vào đây. Chị đứng dậy đi vào đây cho em. Không, chị đi vào đây. Thôi đi vào đây. Thôi vào. Mẹ đi vào đây. Thôi vào. Mày đi vào đây. Thôi vào. Mày có lấy. Mày có lấy tao đi không? Mày du cho. Đi vào đây. Chị đi vào nhà em. Tóm lại là ngay đi, mẹ mất thời gian quá lâu quá rồi đấy. Ôi giời ơi, gọi người lên đây, địt mẹ sợ quá luôn đấy. Em nói chị biết này, em quay em đang sỉ nhục chị đấy. Riêng mà chị đi mấy thằng khác ý, chị có vui không? Chị ngồi trên xe hơn 2 tỷ chị có vui không? Hả? Chị ngồi trên xe con 2 tỷ chị có thấy vui không? Địt mẹ ăn cháo là bác bỏ ra cái việc mẹ hơn ít ở trên xe mà ra mà biết rồi, con này. Bác kệ bỏ cháo ra. Cạ nó. Để xem nó như thế nào. Thì nó việc nó xảy ra đi. Rồi. Việc nó xảy ra. Thoải mái đi, đéo sợ gì đâu. Anh không bị lụt, bố anh vào tù đấy, xa tù rồi đấy. Thì mẹ anh phải chết đi. Rồi anh định cho con ma ở đây giết người á. Thôi, họ em cái thì mẹ lại sợ quá anh nhỉ. Này quay lại chị. Còn con anh, yên tâm, con anh. Anh chắc xử lý cái của anh. Đâu anh bây giờ sáng ra được á. Mẹ sáng ra đéo biết. Mày tắt đi, mày cứ quay. Quay thẳng vô mặt này này. Đâu rồi? Đây. Mẹ mày nữa. Rất tôn trọng luôn. Không quan trọng bố mày như thế nào nhá. Nào thế bây giờ là nó về đây đoán đây đứa nhóc này. Đoán thằng này đi. Con này thừa biết là con này thừa biết là con ở đây. Bố mẹ bỏ đấy. Chồng nó chưa bỏ nhau. Mẹ à, chị chứ mà. Nó đang phê tam mau đấy. Vợ chồng nhìn ra gì phát. Về đây cô chương quá, cả chết à. Ăn đây cầm tay bé cho bé tí. Em nghe trời. Chị đang ở đâu ấy? Mày chị đang ở đâu ấy? Địt nó thằng Vi nó đi về, nó đón thằng Minh đi chơi. Nhưng mà địt mẹ nó ngồi trên xe này. Chị đang ở đâu ấy? Địt mẹ con phò à? Từ bàn chân bàn tay rớt chân đang ở đâu? Địt mẹ con nhung ấy. Chị đang ở đâu? Địt mẹ bọn em không đánh nó, không xem chấp. Chị hiểu không? Không còn quay ai ra gì. Để xem con này nó đến mức độ như nào. Nó đang nói nó là nhân viên của anh Duy. Nhưng mà quý mến nhau, địt mẹ nó chỉ cho nó chơi trắng rồi. Địt mẹ có một thằng con, có một đời chồng rồi, mẹ phải biết là như thế nào. Hay mày đi nhá. Chơi trai để cho chồng mày bỏ mày, đến giờ mày đi chơi mấy thằng này con. Thì mẹ là con gái phải có lòng tự trọng, không phải cái lộn lạ để cho thằng nào chơi được nhá. Tao nói cho mày biết như thế. Quậy chị mày. Con mày dám bước chân vào đây á. Thì mẹ con ngu đã là con phò, thì mẹ con bước chân đến tận đây tao phục mày luôn đấy. Mày đừng tưởng tao không biết mày nhá, tao nói cho mày biết. Con nhìn thấy con này làm gì? Mày nhìn thấy nó làm gì? Mày về ngay. Quậy mau, sợ quá. Ôi trời ơi. Pháp luật giờ làm gì được nhau. Anh cũng biết là cái suy nghĩ như thế hả anh Vi? Anh cũng biết là như thế á. Em là tư cách của em gái của chị Mai đấy. Thì mẹ anh trở phù ở đây, anh lại nói em đéo là tư cách gì á. Mày quay mặt con đấy chị. Mẹ cái con này để ra. Địt mẹ tao lát lồn. Cho nó chát vào lồn nó để nó biết như thế nào nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Tao lột chân lột chuồng mày ra bây giờ. Hết thằng này đến thằng khác của mày. Tao nghe không nghe mày à?
tao nói cho mày biết này, là con gái tao cũng có chồng tao cũng biết nhá. Mày phải có 5 tuổi trong của mày. Điện thoại chị đâu ta? Không mày bỏ mày phải có lý do. Chị đây. Không, một điện thoại nữa để chị gọi cho chị mày. Biết. Mày có biết nó từ đời bố nó đi tù đến nhà tao nuôi nó từ lúc nó bước chân vào đây không? Đến con xe này chị tao kiếm ra, cái con bét này chị tao kiếm ra nhá. Bây giờ nó dựa trên đấy mày bảo là tách ra. Mày bảo là tách ra hả con? Tịt mẹ mày, tao nói cho mày biết một cái tên này mày ơi. Nó còn hợp sữa nó không có nhá, tao nói cho mày biết. Tao nói cho mày để cái đòi mày bớt nhục đấy. Là một cái tờ lá ở dưới để nó đá đi đá lại, nó chơi mày chán nó bỏ mày ra nhá. Chị cũng là người con gái, em nói cho chị hiểu này. Ok, em về nhá bác. Chị Mai chưa về đây, chưa về. Đâu bác ạ? Em nghe đây, gọi máy thanh nhá. Mẹ con chưa cả ly hôn mà dám dẫn mày về nhà tao á. Dẫn về nhà tao mày có biết nó ở đây bao nhiêu năm không? Từ từ chị ơi. Chị nhập nhóm. Chị nhập nhóm chị với chị Mai đi để em gọi nhóm gái. Mày có biết nó ở đây bao nhiêu năm không? Bây giờ nó về nó có con một hộp sữa nó không cho nó được. Nhưng mà nó cho mày được nhá. Mẹ ở đây nhá. Mày có biết công việc của tao nó phá nhà tao, nó lấy cả cái tivi về để cho mày xem không con? Mày không hiểu sao mày biết? Tao đang nói rất là lịch sự với mày cho nên là mày nói chuyện là nói cho tao. Em thật tiền ấy thì em cũng không phải là nhiều, nhưng mà em cũng không hiểu. Không hiểu sao mày phải chơi cái thằng có chồng rồi mày? Có vợ rồi. Tao nói cho mày biết, nó mà không có cái xe 2 tỷ này chắc gì mày đã dám chơi. Mày đã dám yêu nó. Con gái bây giờ chúng mày em đã một đời bỏ chồng chỉ có ve tiền của chúng nó, tao nói cho mày biết nhá. Mày tưởng tiền đấy là của nó? Thì mẹ xe này chị tao khiến ra nhá. Cái trang bét đấy này là đứng tên chị tao nhá. Còn nó chỉ là người làm, nó đừng bao giờ nó nói chị tao làm thẻ không biết làm nhá. Chị tao là chị 12 giờ đêm, nó chỉ biết ăn và ngủ nhá. Thì mẹ tao nói cho mày biết. Đây mặt nó đây chị ơi. Đây. Chị bỏ tay ra, em mẹ chị tao còn hiền cả. Em không thấy chị bỏ tay ra. Tất nhiên là mày bỏ tay ra để cho tao xem kỹ cái mặt của mày cái. Mày bỏ đây ra. Đúng rồi. Em đang không làm gì anh ạ? Em đang không làm gì? Em bỏ hắn mặt ra cho anh. Em bỏ hắn mặt ra cho anh. Bỏ hắn mặt ra cho. Thằng Duy nó vẫn còn bênh chị ạ. Mày có tay thì mày đổ ăn luôn. Mày con phò đấy. Mày chơi đấy coi là một hộp sữa. Mày phá hạnh phúc mày bé đi. Mày đúng là con mày xin lỗi. Mày xin lỗi. Ôi giời ơi, mày xin lỗi hả? Mày chưa tay ngay. Mày phá hạnh này. Mày có con rồi. Mày cũng có con rồi. Địt mẹ mày biết phá vỡ hạnh phúc của người khác như thế là như nào không? Địt mẹ hôm nay tao lẻ anh trai tao. Địt mẹ tao không đánh mày. Mày là mẹ anh nói là nôi nha. Địt mẹ mày có mày. Địt mẹ mày trông hơn. Địt mẹ mày. Mày kiếm tiền này. Cháu không đánh nó. Cháu không đánh nó. Cho nói cho nó hiểu. Địt mẹ mày. Mày Mày có mà loại chẳng mấy người. Mày đừng có loại chẳng mấy người. Mày con mày đấy.
Đấy, 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 con thằng ơi. Đừng có lo cho mình ở đây. Đi xe xuống dưới với thằng Minh đi mà kia. Đây là chính kiến không ơi, được cả. Con này đi vào đây. Mẹ con này quay lại đây. Anh đi, chị đi vào đây. Mà cứ bỏ ra xem là. Mày quay ra này. Nói gì? Không nghe. Tôi hỏi nó tiếp đi. Bây giờ mẹ bác hỏi anh nhất đây. Bác hỏi, bác không phải. Để cho xem nào. Đừng có lo cái không. Con này nói đi. Mày nói cho mày biết. Mẹ tao không đánh mày. Nói sao nào. Còn mày không phải á, địt mẹ bố dã lát mặt mày luôn. Bây giờ như thế nào mày dẫn mày đâu? Công an việc làm bình thường đàng hoàng. Công an thế nào? Công an tìm mày tao mở video cho mày nghe. Mày dùng và lấy video tao. Địt mẹ à mày. Hôn trên xe mày thấy nó trồng tiền thế thì mẹ mày biết trồng tiền mồ hôi nước mắt của con. Mày quay sát mặt nó chị địt mẹ hôm nay tao cho con này luôn. Đứa thứ ba đấy. Hả? Chưa đòi vợ trước nó đã có một đứa con nó bỏ. Con tao bây giờ hai đứa con này mày lại dính vào để cho nó bỏ tan cửa nó nhà. Hả? Hả? Mày tan cửa nó nhà. Con người kia nó đẻo cáng lắm. Hả? Hả? Mày đã đấy. Hai đứa con này. Mày quay sát mặt nó chị. Mày biết nào? Giờ có xe điện đấy. Nó bỏ rồi đấy con. Con này tao đã bỏ. Mày bỏ ra mày bỏ nó chơi mày 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 mày đứng lại không? Mày quay sang mà nói gì? Con chị bỏ tay em. Bỏ nó mày. Thế sao mày ngồi lên xe mày có biết xe từ đâu không? Mày có biết nó có bảo có con không? Tao không thèm đánh mày, tốt cho mày đặng im nhá. Mày bỏ nó ra. Em bỏ ra là tao hỏi cái cho con này. Thì bỏ đây ra em nói chuyện. Thế để tao nói. Thế nói thì mày hôn hết nói chuyện làm gì? Thế nào làm gì? Mày đi ra đây. Quay thẳng mặt nói chị. Cháu bảo bác này. Mày có con chưa? Thế mày dẫn sao? Mày có con chưa? Để im để bác. Mày con chưa? Nói được không? Yên sao để nó nói nào. Thế mày tao hỏi là đi đâu mà gặp? Địt mẹ cãi nó xem đến xem chết đâu. Địt mẹ con này á, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác á. Nên tòa địt mẹ con này lát lồn. Thế nào? Thế hình của mày thế nào là mày cặp bồ bây giờ hay là không biết ta như nào? Chị anh nhục chưa? Đang yên để bác Đông hỏi nè. Mày quay video cái đằng này. Ừ. Không biết là nó qua nạ đi. Chị bỏ ra, chị nói hẳn hoi cho em. Thế nào là... Facebook của nó có 2 con. Mày im ra. Chị lặng im để chị lấy nói xem như nào là. Mày kêu bọn mày tách chúng mày. Bảo tích im đâu mà. Chúng mày tích riêng fanpage mà. Địt mẹ mày của chị tao làm ra cả đấy. Con bé này nhỉ? Để bác nói xem như nào. Đấy, quan điểm là giờ ấy là chúng mày cặp bồ với nhau hay là không biết hay yêu nhau hay như thế nào? Hay là chị bỏ tay ra nói ở nơi cho em. Nói cho nào. Hả? Mày nói thật đi. Mày bật điện thoại chị lên phát Facebook trực tiếp vào chị. Ai biết được ngay chưa? Cháu đang đi làm thì cháu có người bạn giới thiệu quen bảo anh Huy cần người đến làm thì cháu đến cháu làm thuê cho anh rồi ạ. Ừ, thế thôi nhỉ. Em mở video chị nghe nhá. Mày có cần video? Em mở video chị nghe nhá. Mở thuê cả nó để việc hết. Trong quá trình làm thuê thì cháu với anh cũng có quý mến nhau. À thế à? Quý mến, địt mẹ hôn nhau trên xe là quý mến à? Thế mày làm thuê cho nó, mày biết là nó hai đứa con không? Chị đi làm thuê, chị đi làm đĩ à? Chồng làm thế không được. Thế cháu quê đâu? Mày quá. Quê đâu? Hà Nội gì? Chị ở chỗ nào Hà Nội ạ? Bây giờ này nhá thì nó có con nó cái đấy, vợ chồng nó bỏ nhau chưa xong nghe chưa? Vợ chồng nó chưa. Bắt được cái gì đấy? Chứ không đi khóa nào mà nó mà không luật nghe chưa? Thế còn bọn này nó đây không biết được rồi. Mà mày đi lên đấy này mày đã bọn này không có tại đó. Bây giờ nó không biết là kêu gọi quan hệ nó không ở được nhau thì sau mà chúng ta cưới nhau này mới nhau nghe chưa? Không vấn đề gì. Anh ý, anh bỏ chị em anh đi mấy con đéo nào thì đi. Nhưng mà địt mẹ bây giờ tư cách là vợ chồng đấy anh ạ. Tôn trọng ông bà trên đấy chứ thế nào? Nó xong rồi thì cháu quan hệ là quan hệ nhé. Vâng ạ. Tao mày thích chơi phò mày cho nó 200 để nó vào nó nuôi con nó xong mày về mày có bạn có con. Làm sao chúng mày lại đi chúng mày khoe tiền thơm theo trên xe hả? Mày bỏ bẵng nó ốm nó đau như thế mày coi như xong khỏi công việc cái mày nhấc cái nọ mày nhấc cái TV của con mày cũng nhấc đi sao đấy.
con mày xuống không có cả tivi mà chơi. Bà lội đã biết là ai. Mày nhìn thấy hai thằng con này mày xây dựng lên cho con ạ. Con không báu bổ gì. Mà làm sao hôm nay mày dắt nó lại làm. Mày không tôn trọng tao. Tao một thằng là nó thôn, tốt nhất là chơi lồn nạ xong thôi mà hai thằng con. Còn từ đời bố đến đời anh rồi đừng để đến đời con bị ảnh hưởng. Nó khổ như thế nào không? Cô quay sao? Lôn lạ cho nó tiền thì được. Còn thằng con một hộp sữa không có. Nào, xã hội làm sao giờ. Nó biết? Nó về đây nó con nó đi chơi thì nó phải thừa biết nó có con. Thừa biết là mày trước khi mày đến với nó mày phải. Trước khi bạn nói mày này, mày đến với nó mày phải hỏi. Đấy nó bỏ xong chưa mà mày dám thân quý gì nó. Tao hỏi mày thế. Mẹ còn mày chơi thì chơi, chơi mày thân quý gì nó. Nó cho tiền thì mày là đàn bà mày chào nó. Mày bỏ tay mày đàn bà mày phải bỏ tay. Chị nói cho khuyên nó mày chồng mày mày về với mày nhá. Mày chị bên này. Thấy chưa? Chị chồng mày bỏ đúng mày đi nhá, mày bỏ ra để bán nói chuyện. Chồng mày bỏ mày đi mày có thể nói chuyện rất hay sứ chị. Tao thấy mày cứ bỏ tay. Nhưng mày bỏ ra. Mày không phải bê mặt mặt mày nhất trơ mày không biết. Chị bỏ tay ra cho em. Chị bỏ tay ra, Hải bỏ tay cho chị ra. Em nói cho chị biết này, chị có một đời chồng rồi đúng không? Chị có một thằng con rồi đúng không? Địt mẹ ngày hôm nay em không đánh chị, em không đánh chị. Em đang nói chuyện rất lịch sự với chị ý. Với một người phụ nữ ấy, người ta có chồng rồi ấy. Địt mẹ đéo bao giờ người ta đi cặp kè này đâu chị à. Địt mẹ ai, ngẩng mặt lên cho em không đánh chị. Bỏ con em đang nói chuyện rất là lịch sự với chị ấy. Nói được biết thế là nắm được rồi. Còn hôm nay mày dám cái gì? Ngày hôm nay chị mày bước vào cổng nhà tao ấy. Chị địt mẹ mày, tao đéo đánh mày đâu. Tao là hành giả, tao địt mẹ tao đéo đánh mày. Nhưng mà riêng tao nói cho mày biết này. Mày phá vỡ cúc tiền thì tao làm ra, trang bếp tao làm ra, tạo dựng đến ngày hôm nay tao nói cho mày biết này. Mày biết cái thằng bố xe anh tao xe chỉ tao làm nên có tiền để mua địt mẹ thằng gì nó không làm một cái gì cả. Tao nói cho mày biết nhá, mày ngồi trên xe 2 tỷ mày tưởng ngon à? Mày tưởng là nhiều tiền là mày ngon à? Địt mẹ chúng mày, mày quay mặt nói chị. Địt mẹ mày, tao nói cho mày biết này, tiền chị tao làm ra chứ đéo phải anh tao làm ra. Nhưng mà tao nói cho mày biết ngày hôm nay tao rất là lịch sự với mày. Tao không để chị tao động tay, nhưng mà riêng địt mẹ hôm nay ý, mày mà không nói chuyện tử tế, địt mẹ tao giã cho mày lát mặt luôn. Tao đang nói chuyện lịch sử với mày. Mày biết chị tao khổ như là không? Bao nhiêu năm để làm ra được một con xe địt mẹ mày. Làm đêm chị tao không được ngủ, địt mẹ phải làm trên xe. Địt mẹ mày ngồi trên xe để mày hôn hít ở trên xe. Địt mẹ anh gì không banh mày đâu, địt mẹ mày đừng có phải như thế. Địt mẹ để xem nó như thế nào. Mày đi vào đây. Chị đứng dậy đi vào đây cho em. Không, em ơi. Chị đi vào đây. Lôi vào. Đi vào đây. Lôi vào. Mày có lấy. Mày có lấy đi vào đây. Chị đi vào nhà em. Tóm lại là ngay đi đi, mẹ mất thời gian quá lâu quá rồi đấy. Ôi giời ơi, gọi người lên đây, địt mẹ sợ quá luôn đấy. Em nói chị biết này, em quay em đang sỉ nhục chị đấy. Riêng mà chị đi mấy thằng khác ý, chị có vui không? Chị ngồi trên xe hơn 2 tỷ chị có vui không? Hả? Chị ngồi trên xe con 2 tỷ chị có thấy vui không? Địt mẹ hơn ít ở trên xe mà xảy ra mà biết rồi. Con này, tắc kệ bỏ cháu ra. Cạ nó. Để xem nó như thế nào. Thì nó việc nó xảy ra rồi. Việc nó xảy ra. Thoải mái đi, đéo sợ gì đâu. Anh không bị lụt, bố anh vào tù đấy, xa tù rồi đấy. Mẹ anh phải cách ly, giờ anh định cho con ma ở đây giết người á. Họ em cái thì mẹ lại sợ quá anh nhỉ. Cái quay này chị. Còn con anh, yên tâm, con anh. Anh chắc xử lý cách của anh. Đầu anh bây giờ sáng ra được á. Điện sáng ra đéo biết. Mày chắc đi, mày cứ bay. Đừng nói là khi sao vào xe như thế xong rồi là đi coi như con như tổ vợ con. Quay thẳng vô mặt này này. Đâu rồi? Đây. Mẹ mày nữa. Rất tôn trọng luôn. Không quan trọng bố mày như thế nào nhá. Nào thế bây giờ là nó về đây đoán này đứa nhóc này. Nó đoán thằng này đi. Con này thừa biết là con này thừa biết là con ở đây. Bố mẹ vợ đây. Thế còn con là đây.
đây lại để cho trêu ngươi. Mày đi đéo nó mày chơi chơi, tao đã bỏ mày cho nó 100-200 đi. Mày quay mặt nó gì? Mày quá đáng à, mày quay mặt tao không là gì, địt mẹ tao dã mày cho vỡ lồn mày ra bây giờ. Không bao giờ dám nói chuyện trước mẹ. Mày cũng nạn cùng cảnh đàn bà, mày còn xui nó về ở với bọn với con mày đã từng như thế. Nói sao anh lại bố anh như thế rồi, anh nên nhớ là cuộc đời anh. Nếu cuộc đời mày không ra gì thì mày phải bỏ nhau xong thì mày hãng ấy chứ. Giờ mày đi gấu tiền mày ngồi trên xe, mày biết xe hả anh? Không biết địt mẹ à, mày đừng có nói không biết. Chị đừng có nói không biết, địt mẹ bảo chị đưa nó. Mày thấy giấy trinh lục của nó chưa mà mày không biết. Vợ chồng nó chưa bỏ nhau. Mẹ chị chứ mà. Mày đang phê tam mau đấy. Nhìn ra gì phát. Em nghe chị ơi. Chị đang ở đâu ấy? Mày chị đang ở đâu ấy? Địt mẹ. Nó thằng Vi nó đi về. Nó đón thằng Minh đi chơi. Nhưng mà địt mẹ nó ngồi trên xe này. Chị đang ở đâu ấy? Địt mẹ con Phò à? Từ bàn chân bàn tay rớt chân đang ở đâu? Địt mẹ con Nhung ấy. Chị đang ở đâu? Thì mẹ bố em không đánh nó, không xem chấp. Chị hiểu không? Không còn coi ai ra gì. Để xem con này nó đến mức độ như nào. Nó đang nói nó là nhân viên của anh Duy. Nhưng mà quý mến nhau, địt mẹ nó để cho nó chơi trắng rồi. Địt mẹ có một thằng con, có một đời chồng rồi, mẹ phải biết là như nào. Chị hay mày đi nhá. Chơi trai để cho chồng mày bỏ mày, đến giờ mày đi chơi với thằng này con. Thì mẹ là con gái để có lòng tự trọng, không phải cái lộn lạ để cho thằng nào chơi được nhá. Tao nói cho mày biết như thế. Gọi chị mày. Con mày dám bước chân vào đây á? Thì mẹ con ngu đã là con Phò, thì mẹ còn bước chân đến tận đây, tao phục mày luôn đấy. Mày đừng tưởng tao không biết mày nhá, tao nói cho mày biết. Con nhìn thấy con này làm gì? Mày nhìn thấy